Nhóm nhạc Blackpink Hàn Quốc sẽ tổ chức show biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình vào hai ngày 29 và 30 tháng 7. Đây là kế hoạch trong chương trình lưu diễn vòng quanh thế giới của bốn bông hồng xứ Kim Chi. Theo kế hoạch, bốn cô gái nhóm nhạc Blackpink chính thức đến Hà Nội và có đêm diễn vào ngày 29 tháng 7 và 30 tháng 7. Sân vận động Mỹ Đình là nơi được lựa chọn để diễn ra hai đêm diễn của nhóm nhạc. Hiện tại khu vực sân Mỹ Đình đã bắt đầu lắp đặt các hạng mục như lắp đặt các khung thép, sân khấu, thảm sàn trong và ngoài sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị cho show biểu diễn. Phía trước sảnh sân vận động, các hạng mục như gian hàng quảng bá, khu vực khán giả xếp hàng kiểm soát vé để vào trong đang được gấp rút hoàn thành. Theo YG Entertainment, đơn vị quản lý Blackpink, Hà Nội sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của nhóm tại châu Á trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Blackpink. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn cho rằng do một số nguyên nhân khách quan, đêm nhạc này có nguy cơ bị hủy. Thông tin này khiến người hâm mộ bốn cô gái không khỏi lo lắng. Nhiều người đã hoàn tất các thủ tục mua vé, chỉ chờ đến ngày là đi xem ca nhạc. Trả lời về vấn đề này, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, vào thứ hai tuần tới, ngày 24 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan sẽ có một cuộc họp về vấn đề đêm diễn của ban nhạc Blackpink. Sau đó mới có quyết định cuối cùng là đêm nhạc được diễn ra hay bị hủy bỏ.